Mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Trong chương trình thời sự thế giới của ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin đáng chú ý sau đây. <laughs> Truyền thông Nga loan tin, toàn bộ 4 khu vực ở Ukraine ủng hộ gia nhập Nga. Nga lên kế hoạch cấm tất cả nam giới trong độ tuổi chiến đấu rời khỏi đất nước trong vài ngày tới. Hệ thống phòng thủ Odessa tiêu diệt tên lửa KH-59 của Nga Bị tướng tối cao dẫn dắt cuộc phản công của Ukraine ở Kharkov khiến quân Nga phải ô ạt suốt lui Và ngay sau đây là phần tin chi tiết Truyền thông Nga loan tin, toàn bộ 4 khu vực ở Ukraine ủng hộ gia nhập Nga. Kính thưa quý vị, các quan chức ủng hộ Moscow ở cả bốn khu vực Ukraine mà Nga kiểm soát vừa tuyên bố chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Liên bang Nga. Họ cho biết toàn bộ bốn khu vực Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson đều ủng hộ gia nhập Nga, theo hãng tin Fox News và Alabrapia. Theo Alaprabia, Cơ quan thăm dò địa phương ở khu vực Zaporizhia, phía nam Ukraine, cho biết 93,11% cử tri đã chọn gia nhập vào Liên bang Nga sau khi tất cả các lá phiếu được kiểm. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết đây chỉ là kết quả sơ bộ. Tại khu vực phía đông Luhansk do Felikai thân Nga kiểm soát, 98,42% đã chọn sắp nhập vào Nga. Các hãng thông tấn Nga dẫn lời chính quyền địa phương cho biết. Leonid Bezhnev, lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng tuyên bố trên Telegram, rõ ràng là Luhansk sẽ trở lại với Nga. Tại khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine, cơ quan thăm dò cho biết 99,23% cử tri đã chọn sắp nhập Nga sau khi tất cả các lá phiếu đã được kiểm đếm, theo các hãng tin. Denis Bosilin, thủ lĩnh khai do Điện Kremlin hậu thuẫn ở Donetsk tuyên bố, Tất cả chúng tôi đều mong muốn điều này từ rất lâu, hãng thông tấn nhà nước AIA Novosti của Nga đưa tin. Ông Bosilin hoan nghênh kết quả bỏ phiếu và nhấn mạnh, chúng tôi đang đoàn tụ với quê hương vĩ đại của chúng tôi, với nước Nga vĩ đại. Trong khi đó, Fox News dẫn nguồn truyền thông Nga cho biết, khoảng 98% số phiếu bầu cho đến nay ở các khu vực Donetsk, Luhansk, Luhansk và Zaporizhia đã ủng hộ gia nhập Nga trong khi khu vực Khai San có tỷ lệ thấp hơn một chút với gần 97% cử tri ủng hộ gia nhập Nga. Khi áp và các quan chức phương Tây từ lâu đã cáo buộc, các cuộc trưng cầu dân ý là giả tạo và cảnh báo Moscow sẽ tái diễn lại các bước đã thực hiện vào năm 2014 khi tổ chức bỏ phiếu về việc sắp nhập Crimea và cuối cùng công bố kết quả giả với khoảng 97% cử tri ủng hộ động thái này. Các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi được tổ chức ở các khu vực Donetsk, Luhansk, Jabodisha và Kherson, kể từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9. Moscow đã cảnh báo rằng nếu giành được đủ sự ủng hộ để sáp nhập bốn khu vực trên của Ukraine, họ sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Donetsk, Luhansk, Zaporisha và Kherson là một cuộc tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi lực lượng của ông loại bỏ hoàn toàn quân đội Nga ra khỏi Ukraine, bao gồm cả Crimea. Nga lên kế hoạch cấm tất cả nam giới trong độ tuổi chiến đấu rời khỏi đất nước trong vài ngày tới. Tờ Mirror của Anh đưa tin, một nguồn tin thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, chính quyền của Nga đang có kế hoạch đóng cửa biên giới đối với nam giới trong độ tuổi huy động. Nguồn tin của Điện Kremlin nói với Medusa, một trang tin tức độc lập của Nga, rằng lệnh cấm có thể sẽ có hiệu lực vào thứ Tư ngày 28 tháng 9 Hôm thứ tư tuần trước, ngày 21 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một bài phát biểu bất thường và tuyên bố động viên một phần ngay lập tức để bổ sung hàng ngũ trên chiến trường Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Sokulny chi tiết hơn về sắc lệnh, nói rằng lệnh gọi nhập ngũ sẽ chỉ ảnh hưởng đến những người Nga có kinh nghiệm quân sự trước đó và khoảng 300.000 người sẽ được triệu tập. Nhưng trên thực tế, bản thân sắc lệnh đã đưa ra những điều khoản rộng hơn nhiều làm dấy lên lo ngại trong người Nga rằng một lệnh động viên rộng hơn có thể xảy ra trong tương lai. Điều này dẫn đến một cuộc di cư ồ ạt của những người đàn ông Nga trong độ tuổi quân sự chạy trốn khỏi đất nước để tránh bị nhập ngũ. Những người đàn ông đã tránh được chiến tranh cho đến nay, cảm thấy như họ sắp bị ném vào máy xay thịt. Giá vé máy bay tăng chóng mặt và vé đến các quốc gia không yêu cầu thị thực, chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan đã được bán hết. Theo quan chức Marty Biscanati của lực lượng biên phòng Phần Lan, hơn 8.500 người Nga đã đến nước láng giềng Phần Lan vào hôm thứ Bảy bằng đường bộ. Việc hàng loạt người bỏ trốn đã khiến cho Điện Kremlin tức giận, do đó có khả năng hàng lãnh đạo Nga sẽ ra lệnh đóng cửa tất cả các biên giới. Nguồn tin nói với Medusa rằng các nhà lãnh đạo Nga sẽ tung ra cái gọi là thị thực xuất cảnh. Và trên thực tế, nam giới ở Nga sẽ phải xin phép các cơ quan quân sự và tuyển mộ nhập ngũ để có được thị thực này. Một nguồn tin thứ hai cũng thân cận với Điện Kremlin nói rằng điều này sẽ xảy ra sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Cộng hòa Nhân dân Luhansk và tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của các vùng Kherson và Zaporizhia của Ukraine. Các chuyên gia cho rằng, các cuộc trưng cầu dân Ý bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế sẽ diễn ra trong 5 ngày và sẽ cho phép Nga tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp 4 khu vực bị chiếm đóng hoặc một phần của Ukraine là của họ. Điều này có thể dẫn đến việc Nga tuyên bố rằng lãnh thổ của họ tự tuyên bố và không được quốc tế công nhận đang bị tấn công từ vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine, tạo động lực cho Điện Kremlin tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân. Bộ trưởng Ngoại giao Anh James Cleverley cho biết Vương quốc Anh có bằng chứng cho thấy các quan chức Nga đã đặt ra các chỉ tiêu liên quan đến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu và tỷ lệ chấp thuận cho các cuộc trưng cầu dân ý giả mạo này. Ông nói tiếp, Chúng tôi biết những gì Putin đang làm, Ông ta đang lên kế hoạch bị đặt kết quả của những cuộc trưng cầu dân ý đó. Ông ta đang có kế hoạch sử dụng điều đó để thông tính lãnh thổ Ukraine có chủ quyền. Và ông ta đang có kế hoạch sử dụng nó như một cái cớ để leo thang những hành động gây hấn của mình. Hệ thống phòng thủ Odessa tiêu diệt tên lửa KH-59 của Nga các quan chức Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi thành công các cuộc không kích của Nga nhắm vào những thành phố ở miền Trung và miền Nam của đất nước. Hôm 27 tháng 9, cả thành phố Odessa và Bộ Chỉ huy tác chiến phía Nam OCS của Ukraine đều đưa tin trong các bài đăng trên mạng xã hội rằng hệ thống phòng không của họ đã phá hủy tên lửa do máy bay phản lực Nga bắn đi. OCS cho biết, hai máy bay chiến đấu Su-35 của Nga đã phóng hai quả torcas X-59 tức là KH-59, và cả hai quả đều bị phá hủy trên không, từ hướng bán đảo Crimea. Chúng tôi nhắc nhở quân Nga mỗi ngày rằng họ không có chỗ trên bầu trời Ukraine, thành phố Odessa cho biết trong một bài đăng trên Telegram. Niềm tự hào cho Ukraine. Theo chính quyền thành phố, vào lúc khoảng 1 giờ 30 phút chiều theo giờ địa phương, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn tên lửa phòng không Odessa gần Mykolaiv, một thành phố phía nam gần Biển Đen, đã bắn hạ tên lửa của Nga, Xung đột ở Ukraine đã chuyển sang khu vực phía nam của đất nước, nơi các lực lượng Ukraine đang tìm cách đánh bật quân đội Nga. Trong tuần này, OCS đưa tin rằng các lực lượng Ukraine đã phá hủy 3 máy bay không người lái Shahid-136 do Iran chế tạo trong cuộc tấn công Nga vào Odessa. Bên cạnh đó, vào ngày 25 tháng 9, OCS cho biết Nga đã tấn công Odessa bằng máy bay không người lái. Một trong số đó đã bị lực lượng phòng không phá hủy. Ukraine hiện đã tổ chức một cuộc phản công ở Kherson, cùng ở khu vực phía nam của đất nước, với hy vọng giành lại các vùng chiến lược quan trọng. Trong một diễn biến khác, vào ngày 27 tháng 9, lực lượng phòng công Ukraine đã phá hủy một tên lửa X-59 do tiêm kích Su-35 của Nga bắn rào Grigory, theo OCS. Tên lửa được bắn từ hướng Melitopol, một thành phố cách nhà máy điện hạt nhân Saborisa, khoảng 2 giờ về phía đông nam. Vị tướng tối cao dẫn dắt cuộc phản công của Ukraine ở Kharkov khiến quân Nga phải ô ạt rút lui. Những quyết định chiến lược của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zelensky đã giúp quốc gia này trụ vững trước sự tấn công dữ dội của quân đội Nga. Vị tướng này cũng là người đích thân chỉ đạo các chiến dịch phản công táo bạo hiệu quả của quân đội Ukraine, đặc biệt là ở Kharkov gần đây. Một bộ ấp quân sự tài ba. Ấn bản mới nhất của tạp chí Time có bức ảnh của tướng Valery Zaluzhny trên trang nhất và một bài báo về vị tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. Bài báo đề cập đến nhiều khía cạnh liên quan đến sự nghiệp, tính cách con người và tầm ảnh hưởng của vị tướng tối cao Ukraine. Những quyết định chiến lược của tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzhny, đã giúp cho quốc gia này trụ vững trước sự tấn công dữ dội của quân đội Nga, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Theo Time. Jalakni là một bộ óc quân sự tài ba mà đất nước của ông ấy cần. Sự lãnh đạo của ông ấy đã giúp các lực lượng vũ trang Ukraine thích ứng nhanh chóng với cuộc chiến chống lại Nga. Tướng Mỹ Mark Milley bình luận người đồng cấp Ukraine vào tháng 5 năm ngoái trên tạp chí Time được tôi luyện trong suốt nhiều năm chiến đấu với Nga ở mặt trận phía đông. Tướng Zelensky nằm trong thế hệ lãnh đạo Ukraine mới, những người đã học được cách chỉ huy linh hoạt và giao quyền quyết định cho các chỉ huy trên thực địa. Sự chuẩn bị cẩn thận của ông trong cuộc chiến chống lại Nga và các chiến thuật chiến trường khôn ngoan trong giai đoạn đầu của cuộc chiến đã giúp cho Ukraine giữ được Kiev và nhiều thành phố quan trọng khác trước sự tấn công dữ dội của người Nga, khiến cho Moscow phải thu hẹp mục tiêu chinh phục sang vùng Donbass, miền đông của nước này. Chúng tôi không thể để kiev gục ngã, ông Trelokny nói với Time. Tuy nhiên, có lẽ chi tiết thời sự và thu hút nhất hiện tại là vai trò then chốt của tướng Trelokny trong chiến dịch phản công gần đây của quân đội Ukraine ở Kharkov, miền đông bắc của nước này. Chiến dịch đã giúp Kiev giành lại lên tới hơn 6.000 km vuông lãnh thổ và khiến cho nhiều đơn vị quân đội Nga phải vội vã rút lui khỏi vị trí. Cuộc phản công hiệu quả bất ngờ ở Kharkov. Thực tế là Ukraine đã vừa cố gắng cầm cự trước các cuộc tấn công dữ dội của Nga, vừa đặt câu hỏi rằng làm thế nào để giành lại các vùng lãnh thổ bị quân Nga kiểm soát. Và sau đó, các nhà chức trách Ukraine bắt đầu công khai kế hoạch tiến hành một cuộc phản công ở phía Nam, Nga đã ngay lập tức bị thu hút và dốc sức chuẩn bị đối phó với kế hoạch phản công tiềm năng của quân đội Ukraine. Những lực lượng có khả năng chiến đấu cao nhất của Nga bắt đầu tập trung về miền nam Ukraine để củng cố các vị trí của họ. Vào ngày 29 tháng 8, quân đội Ukraine thông báo rằng cuộc phản công để giành lại lãnh thổ ở phía nam Ukraine được mong đợi từ lâu đã bắt đầu, theo Time. Tiếp đó, vài ngày sau, quân đội Ukraine đồng thời tiến hành một cuộc phản công đầy bất ngờ ở phía đông bắc của đất nước. Người Nga đã mất cảnh giác nhiều đơn vị quân sự Nga được cho là đã tháo chạy tán loạn, bỏ lại vũ khí và trang thiết bị của họ. Đó là lý do tại sao quân đội Ukraine đã thu được rất nhiều thiết bị và đạn dược lính Nga bỏ rơi, trong đó có một số chiến lợi phẩm thực sự có giá trị. Ukraine đã giải phóng nhiều thành phố, thị trấn và làng mạc, rộng hơn 6.000 km vuông trong vòng chưa đầy 2 tuần, và các đứt các đường tiếp tế phá hủy chuỗi cung ứng của Nga. Thành công của lực lượng Ukraine trong cuộc phản công vào Kharkov có vai trò lãnh đạo rất lớn của tướng Zelensky, theo Time. Mặc dù được Liên Xô đào tạo, nhưng tướng Zelensky đã rất chú ý đến mô hình cấu trúc quân sự của phương Tây và cố gắng học hỏi từ các lực lượng vũ trang của Mỹ và các nước NATO khác. Đặc biệt, trong khi dẫn dắt các lực lượng Ukraine chiến đấu chống lại người Nga kể từ khi bán đảo Crimea bị sáp nhập năm 2014. Ông Zelensky đã chú trọng đến việc phát triển các sĩ quan cấp dưới và khuyến khích họ ra quyết định nhanh hơn, tăng quyền hạn cho các chỉ huy trên thực địa. Ngoài ra, Thông tin tình báo và vũ khí tiên tiến do phương Tây cung cấp cho Ukraine cũng đóng góp đáng kể vào chiến công của quân đội Ukraine. Tướng Rednikov nói, Tình báo phương Tây đã cho chúng tôi biết vị trí của kẻ thù, bao nhiêu người trong số họ ở đó và họ cất giữ những gì ở đó. Sau đó, chúng tôi sẽ tấn công, ông Janikov nói. Ông Jeffrey Edmond, cựu nhà phân tích CIA, hiện là chuyên gia về Nga tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ bình luận. Người Ukraine đã chứng tỏ các hoạt động cấp chiến thuật được phân bổ tốt hơn nhiều. Họ cũng kỷ luật hơn nhiều. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btva.gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp. Chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btva.gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp